Sáng nay, Ban Đô thị Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức hội thảo nhận diện các nguyên nhân gây ngập úng và đề xuất các giải pháp về thoát nước đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng với sự tham gia của nhiều chuyên gia và các đơn vị liên quan. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Phước Sơn dự và chỉ đạo hội thảo. Theo báo cáo của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng, hiện có khoảng 9 điểm thường xuyên xảy ra ngập kéo dài, trong đó có 6 điểm đang triển khai thi công, 3 điểm đang triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư, Riêng trận mưa lịch sử ngày 14 tháng 10 năm ngoái, cường độ mưa quá lớn lại xảy ra vào đúng thời điểm chiều cường nên ảnh hưởng rất lớn đến hệ thống thoát nước hiện trạng, làm cho thành phố ngập nặng. Các trận mưa vừa qua trong năm 2023 với cường độ lớn cũng đã gây ngập úng đô thị Đà Nẵng trên diện rộng. Hội thảo đã tập trung thảo luận, nhận định các nguyên nhân gây ngập úng đô thị, đánh giá thực trạng công tác đầu tư, hệ thống thoát nước và kiến nghị đề xuất giải pháp trong thời gian đến. Theo các chuyên gia, nguyên nhân chủ yếu là do tác động của biến đổi khí hậu, Từng suốt xuất, xuất hiện các trận mưa có cường độ lớn ngày càng nhiều, vượt năng lực của hệ thống thoát nước hiện có. Một số trận mưa có tính chất cực đoan, cường độ mưa rất lớn, tập trung trong thời gian rất ngắn, khoảng từ 20 đến 30 phút, dẫn đến hệ thống cống thoát nước không thể truyền tải kịp. Trong khi đó, lại chưa có nhiều hướng thoát nước ra biển, ra sông. Do vậy, một trong những giải pháp căn cơ là nâng cao năng lực thoát nước cho thành phố.